Chiều 15 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành công văn hỏa tốc về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, từ 12 giờ ngày 16 tháng 9, địa bàn các quận, huyện, thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng. Từ ngày 3 tháng 9, được hoạt động một số loại hình kinh doanh, bao gồm văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng, dịch vụ ăn uống bán mang về, song phải đóng cửa trước 21 giờ tối. Theo Sở Y tế Hà Nội, xét theo tiêu chí trên, có 19 quận huyện đủ điều kiện nới lỏng, gồm Ba Đình, Ba Vì, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Long Biên, Mê Linh, Mỹ Đức, Nam Từ Liêm, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Oai, Tây Hồ và Ứng Hòa. Tại 19 quận huyện này, lực lượng chức năng sẽ không tiến hành kiểm soát giấy đi đường với người tham gia lưu thông. Sáng 16 tháng 9, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức diễn đàn trực tuyến thúc đẩy chuỗi sản xuất ngô sinh khối vụ đông 2021 tại phía Bắc. Diễn đàn bàn giải pháp nghiên cứu, phát triển, nhân rộng các mô hình và giống ngô sinh khối nhằm tăng sản lượng thức ăn chăn nuôi. Bên cạnh đó, diễn đàn cũng tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân, kết nối với doanh nghiệp thu mua ngô sinh khối, đảm bảo đầu ra ổn định, giúp bà con nâng cao hiệu quả kinh tế. Theo Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC, trong những tháng đầu năm 2021, Việt Nam đã vượt qua Thái Lan, trở thành nguồn cung cá ngừ lớn nhất cho thị trường Israel. Theo đó, Việt Nam chiếm gần 31% tổng giá trị nhập khẩu cá ngừ của nước này. Sau khi sụt giảm trong giai đoạn 2018-2020, từ cuối năm 2020 đến nay, xuất khẩu cá ngừ Việt Nam sang thị trường Israel đã có xu hướng hồi phục. Thậm chí có thời điểm xuất khẩu cá ngừ sang thị trường Israel tăng gần 2,5 lần so với cùng kỳ 2020. Trong những ngày gần đây, giá lợn hơi tại miền Bắc liên tục giảm sâu và hầu hết các tỉnh đều giao dịch dưới 50.000 đồng một ký. Ngày 16 tháng 9, giá lợn hơi tại miền Bắc đang dao động từ 47.000 đến 49.000 đồng một ký, mức thấp nhất trong vòng một năm qua. Với mức giá này, theo các chuyên gia, ngay cả với những doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn cũng đã ngấp nghé ngưỡng lỗ, do hiện chi phí thức ăn chăn nuôi và phòng dịch đang ở mức rất cao.